Chuối bà con ơi, chuối bà con ta biết chuối hết rồi phải không bà con? Chuối là tốt cho sức khỏe vô cùng chứ không phải không? Bởi vì chuối là chúng ta ăn nó tốt, là chuối bây giờ trên thế giới này có 107 nước, à 107 nước ở quốc gia trồng chuối vì thu nhập kinh tế và tốt cho sức khỏe. Cho nên những người không ăn mặc dù nó tốt, ăn vào bệnh chúng ta sẽ lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người đau sâu răng, những người bị sâu răng đấy, thừa cân đấy, dạ dày, béo phì, tiểu đường, suy thận, đang bị đau đầu là vui lòng đừng ăn chuối. Chuối là nó có tên khoa học là Musa đó. Ngày nay 107 nước trên thế giới này đã trồng chuối rất nhiều, thu nhập kinh tế rất tốt. Nhưng mà những người thế này vui lòng đừng ăn là những người không ăn chuối, là những người sâu răng, thừa cân, dạ dày, béo phì, tiểu đường, suy thận, đang đau đầu là vui lòng không ăn chuối. Ăn chuối nó tốt cho sức khỏe đó. Chúng không, vỏ xanh nó tốt hơn vỏ vàng, có nhiều calo, lipid, cholesterol, natri, canxi, xơ đường, vitamin C8, C7, cải thiện lượng đường trong máu tốt, tiêu hóa tốt, giảm cân tốt, chống oxy hóa, sức khỏe của thận tốt. Nhưng mà không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được bà con nha. Đó, một ngày nam ăn 2 trái, có người gọi là 2 quả, không quá 2 quả một ngày. Nữ là 1 trái rưỡi, nữ mọi người trái rưỡi, có người gọi là 1 quả rưỡi. Người lớn tuổi và trẻ em 1 trái. Nếu ta ăn 5 ngày liền thì chúng ta nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Chúc bà con ta ăn chuối vui vẻ mạnh khỏe. Bà con ơi, trẻ đẹp nha bà con. Woo!